chúng yêu tại các địa điểm sông sê đô chính các địa khu vực trăm, bên tại các địa hình địa khai các kỳ sĩ, bây giờ địa hình quý bên hàm địa hình kỳ bên cộng sản sinh kỳ, chúng yêu vẫn các ngập bún trào địa sắc phong để tạo động địa hình địa khí hun. Các chỉ chính phủ chủ biên có bị từ kỳ này khi bản thể ít cải quan cả từ y lại, đặc nhiên đông hệ địa bên trong sẽ đề hồi hương, nhìn in khi quốc tế quan cả cải chủ bộ hệ địa các kỳ sĩ tài quan quan cả chỉ đạo ở ví dụ. Lim Song Do cả ưu tiên cải cách công tiền thiết kế, ưu quan hóa trong ý phát triển, ý các đông sông nam vì chủ đề, hô hình tại địa văn hóa thiết kế,建筑外观融合应付各区以及关格文化意象，也个创建当的在地旧高。站区集在樟木顶树木作为隔离地带，是都市交站真少看，更是好选迎接的建筑。我们现在以中油公司来讲，我们就开始推动所谓的绿色加油站。绿色加油站，它从客户层面、从员工的层面、从这个环保的层面来照顾我们整个地球，来以这个理念来出发。所以它先决条件必须要取得。国家的绿建筑标章，本身林森路加油站就是已经是一个候选的认证的一个绿色加油站。除此之外，我想加油站如何能够结合社区，创造当地的灵魂，在加油站来共同来打造、来内塑和散发哈，是一个很重要的议题哈。所以，我们今天林森路加油站它的特色，就是结合嘉义市的我们的当地的管业节。吉卡文化创意的专心林松路加油站是除了加油之外，你也阁会当是省油休困的顺油亮点。中油公司为在地文化赋予新的风貌，积极贡献一份心力。最新新闻，蔡碧彤，家己市采访报道。